Ok, chào tất cả các bạn nghe rõ về đường truyền âm thanh không ạ? Dạ rõ thầy. Ok bạn, cảm ơn nha. Thầy xin phép được mời các bạn tham gia buổi học online ngày hôm nay. Và nhiệm vụ của thầy và các bạn trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc cái phần giảng dạy của chương 4 với chủ đề là quản lý hoạt động tài chính trong F&B. Chúng ta đã dành một buổi gần đây học gần đây nhất để chúng ta chia sẻ những cái kiến thức, những cái nhận định của chúng ta là một người giám sát viên đối với các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp F&B và những cái chỉ tiêu tài chính nó quan trọng như thế nào. Và các chỉ tiêu tài chính nó được nhìn nhận là ở ba cái nhóm sau đây: nhóm chỉ tiêu tài chính về doanh thu, nhóm chỉ tiêu tài chính về chi phí và nhóm chỉ tiêu tài chính về lợi nhuận. Thì bạn sẽ thấy chúng ta với vai trò là người giám sát, là người trực tiếp điều hành hoạt động của một cái cơ sở kinh doanh F&B, một cái nhà hàng, một cái quán nước hay một cái hoặc một cái doanh nghiệp hoạt động F&B, thì chúng ta phải có trách nhiệm và vai trò rất là lớn trong cái việc đảm bảo doanh nghiệp chúng ta hoạt động đạt được cái chỉ tiêu tài chính. Các bạn còn nhớ về doanh thu thì chúng ta cùng liệt kê với nhau cũng những cái nguồn thu trong hoạt động F&B. Nó có thể đến từ việc chúng ta bán thức ăn, nó có thể đến từ việc chúng ta bán thức uống, hoặc là trong nguồn thu F&B dựa vào cái mô hình kinh doanh rất là đa dạng hiện tại thì nó cũng có thể đến từ những hoạt động khác, chẳng hạn chúng ta cái việc chúng ta cho thuê khán phòng nè, cho thuê những cái dịch vụ trang trí hay những dịch vụ về giải trí vân vân, hay là trang thiết bị dụng cụ, cho nên sẽ có rất nhiều các khoản thu từ hoạt động hàng ngày của ngành F&B. Chúng ta có đề cập với nhau về những cái khoản chi phí. Trong chi phí thì chúng ta có nhận định ở hai cái dạng, đó là định phí và biến phí. Định phí là những chi phí cố định mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong một cái kỳ kinh doanh mà nó không phụ thuộc vào số lượng khách anh ta phục vụ, nó không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh, mình gọi là định phí. Một cái mảng chi phí thứ hai mình gọi là chi phí biến đổi, hay mình gọi là biến phí. Chi phí biến đổi hay là biến phí nó sẽ thay đổi dựa vào tình hình kinh doanh, dựa vào cái số lượng khách mà nhà hàng phục vụ. Cho nên chi phí hàng ngày, chi phí của một cái hoạt động doanh nghiệp á, nó chia ra ở hai nhóm như vậy. Rồi chúng ta nói về chỉ tiêu về doanh thu cũng vậy. Doanh thu thì chúng ta đề cập đến hai con chỉ số. Chỉ số đầu tiên là doanh thu ròng, mình gọi là profit hay là GOP, là doanh thu bằng giá trị là tiền. Ha, chúng ta lấy tổng chi phí, chúng ta lấy tổng doanh thu, chúng ta trừ đi hết tất cả những cái khoản phí thì chúng ta sẽ còn lại số tiền mình gọi là tiền lời. Ngoài ra thì có một cái chỉ số nó có thể phản ánh được cái tính hiệu quả trong trong hoạt động kinh doanh của một cái doanh nghiệp F&B, mình gọi chỉ số phần trăm lợi nhuận so với doanh thu. Ok bạn, thì ở đây thì tất cả đó là những cái chỉ số mà chúng ta đã được học trong cái bài hoặc giám sát hoạt động tài chính trong doanh nghiệp F&B. Và ngày hôm nay thầy xin phép được mời tất cả các bạn mình tiếp tục làm việc với thầy ở một cái chỉ số tài chính nữa. Thầy nghĩ rằng chỉ số tài chính này nó rất là thú vị ha. Bạn cứ tưởng tượng nếu mà bạn đầu tư kinh doanh, đầu tư bạn làm một cái quán ăn, một cái quán cà phê, một cái nhà hàng, thì có thể việc tiếp cái việc mà bạn tự đặt câu hỏi là như vậy nhà hàng của bạn á cần phải phục vụ như thế nào để hòa vốn. Chứ đương nhiên là chúng ta mong muốn chúng ta bán rất là đông khách, rất là lời, rất là nhiều, nhưng mà trước tiên chúng ta xác định với nhau là chúng ta phải hoạt động như thế nào, chí ít là để hòa vốn cái đã. Giả sử mỗi ngày chúng ta phải bán được 50 ly cà phê thì chúng ta mới hòa vốn, có nghĩa là chúng ta tất cả những việc mà chúng ta bán đi 50 ly cà phê mới đủ để chúng ta trang trải những cái chi phí hoạt động. Thì ít nhất chúng ta sẽ vươn lên phải bán 51, 52, 53 hay thậm chí là nhiều hơn nữa. Tại vì cái số lượng ly cà phê từ 51 trở lên đó là cái phần lời của chúng ta. Thì để quản lý được cái hoạt động tài chính thì một trong những cái việc mà quan trọng là với một người điều hành hoạt động thì chúng ta phải xác định được rằng điểm hòa vốn của mình là gì. Điểm hòa vốn là nơi đó tình hình kinh doanh mang đến cho kết quả là doanh nghiệp không có lời và cũng không có lỗ. Hay nói một cách khác, tất cả những gì chúng ta thu vào
là doanh thu chỉ vừa đủ cho chúng ta chi trả hết tất cả những khoản chi phí, cho nên ở đó mình gọi là điểm hòa vốn. Cho nên phần tiếp theo thầy mời các bạn cùng với thầy chúng ta nói một vài kiến thức cũng như là cùng xác định cái công thức để tính điểm hòa vốn. Phân tích điểm hòa vốn được sử dụng để tính điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn với từ chuyên ngành của mình là break even point. Ha, break even là cân bằng, point là cái điểm. Mà hình dung giống như cái cán cân vậy, cái điểm ở chính giữa của cán cân, nơi mà cái cán cân bên trái bên phải bạn, chính giữa của cán cân nó tạo ra sự cân bằng. Break, người ta lấy cái hình tượng đó, break even point là cái điểm mà ở chính giữa giữa hai cái cán cân doanh thu và chi phí, nơi đó doanh thu sẽ bằng chi phí. Ha. Tại điểm hòa vốn, đặc tính của nó là không có lãi và cũng không có lỗ. Ok bạn. Thì thật ra với bất kỳ một cái chỉ số tài chính nào thì chúng ta cũng cần phải xác định được cái công thức để tính ra nó. Ha, cái công thức để tính. Tuy nhiên các bạn, thầy rất là mong muốn chứng minh cái công thức cho các bạn. Thay vì thật ra thầy sẽ áp dụng và cho các bạn cái công thức tính, thì thầy muốn chứng minh tại sao có cái công thức đó cho các bạn. Cho nên các bạn vui lòng theo dõi từng cái ý một trong cái slide này để thầy và các bạn chúng ta cùng chứng minh tại sao nó ra cái công thức chuẩn mực như vậy. Chúng ta hãy bắt đầu bởi cái công thức cơ bản của tài hoạt động tài chính. Ha. Lợi nhuận sẽ bằng tổng doanh thu trừ đi cho bằng tổng chi từ trừ đi tổng cái chi phí. Các bạn ha, đó là cái công thức cơ bản mà chúng ta mặc nhiên xác định nó là đúng, chúng ta không cần chứng minh nữa. Như vậy thầy có thể biến đổi công thức doanh lợi nhuận bằng tổng doanh thu từ trừ cho tổng chi phí với một cái dạng chi tiết sau đây. Lợi nhuận nó sẽ bằng tổng doanh thu trừ cho tổng chi phí biến đổi và trừ cho tổng chi phí cố định. Ha, tự nhiên một cách biết nó chi tiết hơn. Và nhớ đặc tính của đặc điểm của điểm hòa vốn có nghĩa là tại điểm hòa vốn không lợi nhuận. Ha, hay mai dùng từ là tại điểm hòa vốn lợi nhuận sẽ bằng không. Ha, cho nên chúng ta thế cái lợi nhuận bằng không ở đây. Các bạn còn nhớ cái công thức mà chúng ta tính chi tiêu bình quân cho số khách không ạ? Công thức tính chi tiêu bình quân khách sẽ bằng tổng doanh thu chia cho tổng số khách. Thì như vậy từ cái công thức đó chúng ta có thể biến nó để thay thế cái tổng doanh thu. Như vậy trong tình huống này tổng doanh thu nó sẽ bằng chi tiêu bình quân nhân với lại số khách. Ok bạn ha. Thầy từ công thức thầy sẽ biến chuyển lên. Tại điểm hòa vốn lợi nhuận sẽ bằng 0. Tổng doanh thu lúc này thầy sẽ chuyển nó sẽ bằng chi tiêu bình quân nhân với số khách. Và tổng chi phí biến đổi thầy cũng sẽ biến chuyển nó lại bằng chi phí bình quân trên khách nhân với số khách. Và tổng chi phí cố định thầy giữ nguyên. Chi phí cố định thì nó không như khẳng định, như giải thích với các bạn, chi phí cố định nó là chi phí nó không lệ thuộc vào số lượng khách mà nhà phục vụ hay tình hình kinh doanh. Cho nên từ cái công thức này chúng ta có thể thấy chúng ta sẽ chuyển cái những cái hệ số qua một bên. Chuyển những cái hệ số nào mà có cái số khách của nó chúng ta qua một bên. Ha. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy số khách. Số khách là một cái tham số chung ha bạn ha. Số khách mở ngoặc ra sẽ bằng chi tiêu bình quân trừ đi chi phí biến đổi khách. Đóng ngoặc nó sẽ bằng tổng chi phí cố định. Cái cách tính này các bạn vừa lòng lưu ý ha, với nguyên tắc rất là cơ bản trong toán học chuyển vế và đổi dấu. Với những hệ số chúng ta sẽ group nó lại thành những tham số chung ha. Các bạn vui lòng chú ý. Như vậy với cái kết quả ở ngay phần này thì chúng ta hoàn toàn có thể xác định được rằng số lượng khách tại điểm hòa vốn ha, số lượng khách tại điểm hòa vốn thì chúng ta sẽ dùng cái dữ liệu là tổng chi phí cố định chúng ta chia cho cái đó là tử số và mẫu số nó là bao gồm một cái hiệu số giữa chi tiêu bình quân trừ đi chi phí biến đổi khác. Như vậy thì thầy sẽ chuyển công thức này theo dạng như vậy.
số khách sẽ bằng tổng chi phí cố định chia cho cái hiệu số là chi tiêu bình quân trừ cho chi phí biến đổi khách. Như vậy, với công thức này thì hoàn toàn chúng ta có thể xác định được là tại điểm hòa vốn hay là để nhà hoạt động hòa vốn thì chúng ta cần phải phục vụ bao nhiêu khách. Ha, chúng ta phục vụ như thế nào? Chúng ta phục vụ bao nhiêu khách để nhà hòa vốn? Hay là chúng ta phải bán bao nhiêu vé buffet trong một ngày để hòa vốn? Chúng ta phải bán được bao nhiêu ly cà phê trong một ngày để quán cà phê này hồi vốn? Chúng ta phải phục vụ bao nhiêu khách để một cái trung tâm đám cưới này mở ra, nó phải hoạt động hồi vốn trong một ngày hay trong một tháng? Ha, cái đó là cái điểm hồi vốn cần được xác định. Ha. Như vậy, với công thức này, thầy có thể chuyển đổi nó ra một cái công thức chuẩn mực theo bài như sau đây. Công thức: số khách cần tại điểm hòa vốn nó sẽ bằng, thứ nhất, tử số chúng ta lấy chi phí cố định. Mẫu số nó là cái hiệu giữa chi tiêu bình quân trừ đi chi phí biến đổi khách. Ok ha. Thật ra cái này là thầy đã chứng minh ở slide bài giảng trước rồi. Ngoài ra, thỉnh thoảng trong những cái hoạt động tài chính chúng ta cũng sẽ đặt ra cái câu hỏi này. Như vậy chúng ta biết rằng chúng ta phục vụ bao nhiêu khách đó để hòa vốn. Thì như vậy chúng ta để đạt được cái mức lợi nhuận theo yêu cầu của chủ đầu tư thì chúng ta phải phục vụ bao nhiêu khách. Đó là cái câu hỏi nó lại xuất hiện trong một số cái tình huống tài chính mà từ người chủ đầu tư người ta đặt cho một người quản lý. Để đạt được cái mức lợi nhuận giả sử là 2.000 đô một tháng để đạt được một cái mức lợi nhuận là 500 đô một năm, 500.000 đô một năm chẳng hạn, thì như vậy nhà hàng cần phải phục vụ bao nhiêu khách. Ha. Cho nên để trả lời cho cái câu hỏi này thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng một cái phiên bản khác của cách tính điểm hòa vốn. Ở đây thay vì cách tính hòa vốn thì chúng ta sẽ biến đổi nó. Chúng ta cùng với nhau xác định số khách cần để đạt được cái lợi nhuận mong muốn. Thì ở đây cái phiên bản là chúng ta sử dụng cái công thức tính điểm hòa vốn, chúng ta cộng thêm cái lợi nhuận mong muốn trước thuế. Ở đây cái hệ số mà thầy ký hiệu chữ LTT có nghĩa là lợi nhuận mong muốn trước thuế. Như vậy á, nó cộng thêm ở cái phần chi phí cố định. Cho nên cái công thức chúng ta hoàn toàn sẽ sử dụng công thức này để chúng ta xác định được để lời như chủ yêu cầu, mức lời theo chủ yêu cầu, thì như vậy nhà hàng cần phải phục vụ bao nhiêu khách trong tháng, trong tuần, trong năm hay trong quý, thí dụ vậy ha. Cho nên cái đó là hai công thức này có thể được sử dụng với ở để giải quyết được cái câu chuyện là điểm hòa vốn và số khách để đạt được cái lợi nhuận mong muốn. Ok bạn. Rồi các bạn có câu hỏi gì trong cái công thức tính điểm hòa vốn không ạ? Các bạn ơi, cho thầy biết ý kiến các bạn có câu hỏi gì trong cái phần công thức tính điểm hòa vốn không ạ? Dạ không thầy ơi. Ok rồi, thầy cảm ơn các bạn. Như vậy các bạn lưu ý nhớ ha, đương nhiên trong sau khi học xong bài ngày hôm nay á, thầy có một vài bài tập thể hiện một số cái tình huống tài chính. Như vậy thì những bài tập đó các bạn hoàn toàn phải nắm rất là vững những cái công thức này để bạn áp dụng cho những bài tập ha. Hy vọng thầy nghĩ những bài tập này một lần nữa nó giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về những hoạt động tài chính và tại sao chúng ta cần phải tính ra và áp dụng nó như thế nào. Ok, nếu bạn không có câu hỏi gì về cái công thức tính điểm hòa vốn thì xin phép mời các bạn chuyển qua một chủ đề tiếp theo trong bài quản lý tài chính ha. Chúng ta chuyển qua chủ đề menu costing ha, cách xác định chi phí thực phẩm của món ăn và thức uống. Menu costing ha, cost có nghĩa là chi phí, nhưng mà chi phí tạo ra cái sản phẩm thực trực tiếp tiếp để bán ha. Menu costing, các bạn thấy một trong những cái hoạt động cơ bản của ngành F&B là kinh doanh. Kinh doanh nghĩa là chúng ta phải bán sản phẩm. Mà cái sản phẩm chúng ta đó, có đương nhiên là chúng ta có thể thu được nhiều nguồn thu khác nhau, nhưng sản phẩm chủ đạo nhất vẫn là món ăn và thức uống. Cái việc một người đầu bếp hay một người pha chế có thể tạo ra một cái món ăn và thức uống ngon, cái đó thuộc về tài năng của người đầu bếp và tài năng của người pha chế. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở chỗ này không, thì chúng ta chưa có thực hiện chức năng kinh doanh.
chúng ta phải mang cái sản phẩm đó đi ra ngoài thị trường như thế nào. Thì cái việc mà chúng ta mang một cái sản phẩm về đồ ăn thức uống ra thị trường để bán cho khách phải thông qua một chính sách là chính sách giá cả, ha, giá giá bán. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta muốn bán một cái món ăn với 10.000, bán một cái dĩa đồ ăn với giá 50.000, hay bán một ly cà phê với giá là 50.000. Không phải ngẫu nhiên chúng ta xác định, hay là chúng ta xác định điều đó theo cảm tính, mà chúng ta phải dựa vào chi phí thực phẩm. À, chúng ta phải biết là chúng ta đi chợ mua những nguyên vật liệu bao nhiêu tiền để có thể tạo ra cái món ăn đó. Từ đó chúng ta sẽ bán, chúng ta mới có cái cơ sở để xác định cái giá bán. Cho nên hay nói ngược lại, muốn đem tất cả những cái món ăn hay thức uống ra thị trường bán thì việc đầu tiên của một người quản lý cần phải xác định được chi phí thực phẩm của từng món ăn, từng nha bạn ha, từng món ăn, từng món nước trong thực đơn của mình. Nếu thực đơn có 50 món thì chúng ta phải xác định đủ 50 món. Nếu thực đơn của bạn có 100 món nước thì chúng ta cần phải xác định 100 món nước. Đó là việc không thể nào không làm. Ok. Hình ảnh trên slide bài giảng chắc các bạn cũng đoán đó là món ăn gì rồi đúng không ạ? Một cái món rất là phổ biến đối với các bạn sinh viên và giới trẻ, cái món mì ống sốt thịt bò. Thầy đặt câu hỏi cho các bạn, giả sử các bạn là người giám sát và thầy hỏi, thầy là người chủ đầu tư, thầy hỏi để tính một cái dĩa mì ống sốt thịt bò này thì bạn cần những thông tin gì? Ok bạn, thì chắc chắn cái phần này thì chắc các bạn cũng đã được giới thiệu sơ qua trong môn quản lý bar rồi đúng không? Để tính một cái dĩa mì ống xào thịt bò này theo hình ảnh ha. Thầy nghĩ rằng có hai thông tin các bạn cần phải có, hai cái thông tin, hai cái dữ liệu các bạn phải có. Thứ nhất là các bạn cần phải có cái công thức tiêu chuẩn để chế biến cái dĩa mì ống này. Và công thức này thông thường sẽ được xác định, được nhất quán, được thống nhất bởi cái người bếp trưởng hay cái người chế biến món ăn. À, bạn nhìn vô bức hình này, bạn có thể đoán đâu đó những cái thành phần, chẳng hạn như mì ống nè, thịt bò, phô mai bộ hay là một số loại rau, rau mùi. Và cái công thức tiêu chuẩn để có thể làm ra một cái dĩa mì ống này, đó là do cái người đầu bếp, hay thầy nói tương tự giống như thức uống đi bạn ha, một cái công thức tiêu chuẩn để có thể làm ra được một cái ly margarita, một ly cocktail margarita, thì bạn sẽ thấy cái người pha chế cũng phải xác định cái ly margarita này gồm bao nhiêu loại rượu, tequila, triple sec hay là nước chanh, bao nhiêu đường, vân vân. Họ phải xác định thành phần, họ xác định định lượng chuẩn để ra được một cái dĩa mì ống hay một cái món thức uống. À, cái đó mình gọi là công thức chế biến tiêu chuẩn. Ok, nếu chúng ta có công thức chế biến tiêu chuẩn rồi thì cái thông tin tiếp theo chúng ta cần phải có nữa, đó là chúng ta cần phải có giá chi phí thực phẩm đầu vào, hay mình gọi là giá thị trường, hay nói một cách hơi bình dân chút xíu, giá tiền đi chợ. Thịt bò bao nhiêu một ký ở ngoài chợ đang bán, mì ống bao nhiêu một bịch, cam bao nhiêu một ký, rượu bao nhiêu một chai, mình gọi là giá đi chợ. Công thức tiêu chuẩn nó có thể bất biến bởi vì nó là cái sự định lượng để đảm bảo cái chất lượng của người đầu bếp hay của người bartender. Tuy nhiên, cái giá cả thị trường có thay đổi không bạn? Chắc chắn là thay đổi, và thay đổi rất nhanh nữa bạn. À, cho nên bạn sẽ thấy hai cái yếu tố để có thể tính ra xác định được cái chi phí thực phẩm, đó là công thức tiêu chuẩn. Công thức tiêu chuẩn thì không đổi, tuy nhiên giá thị trường thì đổi. Chính vì vậy nó sẽ phát sinh một cái sự khó khăn cho cái công tác giám sát, theo dõi cái chi phí thực phẩm. Thầy lấy ví dụ nha, tháng này bạn có thể xác định được là bạn bỏ ra 20.000 đồng, bạn đi chợ bạn có thể chế biến được một dĩa mì ống xào thịt bò. Nhưng thật ra tháng sau có khả năng bạn phải bỏ ra tới 25.000 bạn mới có thể chế biến được một cái dĩa mì ống này, do các giá cả thị trường nó tăng. À, cho nên cái việc mà theo dõi sát sao cái sự thay đổi về chi phí thực phẩm là một trong những cái phần việc quan trọng của một cái người giám sát hoặc là một người quản lý, để có thể đảm bảo rằng bạn bán ra những sản phẩm đạt được cái mức lợi nhuận theo yêu cầu. Với những cái
Và đây cũng là một cái công việc rất là thú vị với những cái nhà hàng hay những cái khách sạn mà có cái quy mô nhân sự lớn, họ có hẳn những cái vị trí để thực hiện cái công việc theo dõi giám sát này nè bạn. À, mình gọi là cái vị trí quản lý chi phí, mình gọi là cost controller, là cái người quản lý chi phí. À, thật ra với anh chàng bartender, anh ta có thể tập trung pha chế nhiều loại thức uống ngon, nhưng mà có thể anh ta quá bận để có thể biết được rằng tháng này loại rượu này mắc, tháng kia loại rượu kia nó mắc, nó lên giá. Cho nên cái cùng một cái ly cocktail hay cùng một cái ly rượu vang anh ta phục vụ cho khách, cái giá bán không đổi nhưng cái chi phí nó tăng, có nghĩa là cái mức lợi nhuận nó đã bị ảnh hưởng rồi. Cho nên để trả lời được câu hỏi là trong tháng này chúng ta bán cái đó, cùng chúng ta cùng bán 10 ly cocktail, mà tại sao chúng ta lợi ích hơn tháng trước chúng ta cùng bán 10 ly cocktail? Đó là những cái lý giải ha. Ok, chúng ta cùng với nhau tập trung với phần đầu tiên. Như vậy chúng ta cơ sở tính toán chi phí thực phẩm của món ăn và thức uống. Để tính chi phí thực phẩm của món ăn và thức uống, chúng ta cần biết hai dữ liệu sau đây. Dữ liệu đầu tiên là công thức tiêu chuẩn của món ăn và thức uống. Trong công thức tiêu chuẩn thì nó phải thể hiện được cái nguyên liệu là những thực phẩm nào các bạn ha. Khối lượng và dung lượng. Khối lượng và dung lượng ha, có những cái mình gọi là khối lượng ha, là khối lượng là trọng lượng đó bạn, độ nặng ha, và dung lượng có nghĩa là dung tích, đang nói về tổng thể tích những loại chất lỏng ha. Ngoài ra là bước chế biến nữa bạn. Có một số loại thực phẩm bạn cần phải quan tâm và hiểu được cái bước chế biến của nó. Có thể thông qua cái bước chế biến thì nó đã được chuyển biến thành một cái định lượng khác. Thầy lấy ví dụ nha. Khi các bạn ra ngoài đường các bạn mua chanh đi, các bạn mua chanh ở ngoài chợ, chanh thì người ta bán theo ký. Đúng không ạ? Chanh thì người ta bán theo ký. Tuy nhiên các bạn, công thức chế biến món ăn định lượng thì người ta chanh, nước chanh thì người ta định lượng bằng ml hay là ml. Cho nên cái việc mà bạn bạn phải hiểu với 1 ký chanh sẽ bao gồm giả sử 20 quả chanh. 20 quả chanh thì sẽ cho ra trung bình khoảng được bao nhiêu ml nước chanh. Thì khi bạn chế biến một cái món ăn, các bạn có thể ước tính được rằng 1 ký chanh các bạn chế biến được bao nhiêu khẩu phần đồ ăn. À, cho nên có một số thành phần bạn cần phải nắm vững bước chế biến của nó, từ như vậy nó sẽ biến đổi. Giả sử như một ví dụ khác nha, khi bạn ra chợ, đối với một số nhà họ có thể mua những cái tảng, bởi vì số lượng lớn thì giá tốt, họ mua những cái tảng thịt bò có thể một tảng là 10 kg hay 20 kg thịt bò, những cái tảng thịt bò lớn. Tuy nhiên cái tảng thịt bò đó, khi mua một tảng thịt bò 10 kg về bán thì để người ta bán ra cái món steak, đương nhiên các bạn hình dung cái món steak thì chắc chắn nó bao gồm những cái phần thịt rất là chất lượng, nó không thể nào có mỡ hay là những cái phần không đủ chất lượng. Cho nên có thể từ cái tảng thịt đó người ta cắt ra những cái miếng thịt để có thể bán được cái món beef steak các bạn. Thì giả sử một cái món beef steak thì cái một phần thịt nó khoảng chừng 300 gram. Thì có thể họ cắt ra, họ có thể tận dụng được khoảng chừng 8 kg thịt bò chất lượng để có thể biến thành những cái món steak. Còn 2 ký thịt còn lại nó là những loại thịt mỡ hay gân, một nếu về nguyên tắc nhà có thể không thể sử dụng cho món steak được, hoặc là nhà muốn tận dụng nhà có thể sử dụng để cho những cái phần việc khác, chẳng hạn như làm những món gỏi hay những cái món hầm chẳng hạn. Tuy nhiên á, cho nên bạn hình dung một 10 ký thịt bò bạn mua về thì không có nghĩa là 10 ký thịt bò bạn có thể chuyển qua thành 10 ký beef steak để có thể bán cho khách hàng được. Ha, cho nên những cái kiến thức về ngành nghề của mình và giá nguyên liệu đầu vào cũng vậy. Giá nguyên liệu đầu vào như thầy nói, giá thị trường nó biến động ha, giá thị trường nó biến động rất là nhanh. Thậm chí như thầy nói, mỗi nếu mà bạn nào mà đặc biệt là các bạn nữ mà hay đi chợ truyền thống mỗi ngày để nấu ăn á, bạn sẽ thấy thậm chí giá người ta thay đổi mỗi ngày luôn bạn, chứ không phải là mỗi tuần hay mỗi tháng. Mà với một cái doanh nghiệp chúng ta gọi là chúng ta điều chỉnh cái chi phí á, thường là điều chỉnh theo tháng, nhưng thật ra điều chỉnh theo tháng như vậy á, thì nó không có kịp thị trường mà ở ngoài chợ bán mỗi ngày. Thậm chí nếu mà bạn lấy một cái kênh mua hàng mà tương đối ổn định đi là siêu thị, thật ra giá siêu thị nó cũng thay đổi các bạn ha, nó sẽ thay đổi. Như vậy từ hai cái nhóm nguyên dữ liệu là công thức tiêu chuẩn và giá nguyên liệu đầu vào thì chúng ta sẽ tính được chi phí thực phẩm. Như vậy cùng với thầy ha, chúng ta sẽ thử kiểm chứng lại coi
chúng ta cùng tính chi phí thực phẩm của cái món mì ống sốt thịt bò này là bao nhiêu tiền với những dữ liệu bà cho. Đầu tiên đề người ta cho công thức tiêu chuẩn để chế biến cái món mì ống sốt thịt bò. Cái cột bên trái của thầy ở đây trên màn hình đó là thành phần. Trong thành phần của nó đề cập là mì ống nè, thịt bò nè, phô mai, tự nhiên ở đây phô mai bột các bạn ha, rau húng quế, dầu ô liu, tỏi và củ hành. Cái cột bên phải là định lượng tiêu chuẩn ha. Định lượng tiêu chuẩn có nghĩa là để có một cái phần mì ống như vậy nó vừa đảm bảo là khách ăn no và ngon thì người ta cần 180 gram mì, thịt bò cần 70 gram, phô mai thì cần 20 gram, rau húng quế là 5 gram, dầu ô liu là 30 ml, 30 ml các bạn ha, và tỏi là 5 gram và củ hành là 5 gram. Đó là những cái định lượng. Ok bạn. Rồi thầy xin phép chuyển qua một cái slide tiếp theo, người ta cho bạn cái giá thị trường, giá chợ. Đối với công thức này bạn sẽ thấy đầu tiên là thành phần mì ống, đơn vị tính của nó là kg và giá đơn vị, giá hiện giờ ngoài thị trường đang bán 62.000 đồng một ký mì ống. À, thịt bò đơn vị là kg, giá thị trường đang bán 415.000 đồng một ký. Và tương tự như phô mai bột là 220.000 đồng một ký. Rau húng quế là 17.000 đồng một ký. Và đặc biệt bạn lưu ý giúp giùm thầy, dầu ô liu thì thị trường người ta không bán theo cái dung tích là lít hay là ml. Dầu ô liu là một dạng sản phẩm được đóng chai và mỗi một chai dầu ô liu ở thị trường là 700 ml, 700 ml, và một chai với giá trị là 150.000 ha. Và tỏi cũng vậy, củ hành cũng vậy. Cho nên bạn sẽ tổng hợp hai cái bảng này lại. Thứ nhất là bảng công thức tiêu chuẩn chế biến món ăn. Thứ hai là bảng giá nguyên vật liệu theo thị trường. Bạn kết hợp thông tin của hai bảng này lại thì các bạn sẽ ra được một cái bảng gọi là bảng tính chi phí thực phẩm của một món ăn cụ thể. À, ok bạn. Thì đây là bài người ta slide bài giảng cho bạn một cái bảng tính hoàn thiện rồi. Mình thầy và các bạn sẽ không mất thời gian để tính lại, nhưng mà chúng ta chỉ dành thời gian để chúng ta xem và xác định cái kết quả thôi ha. Như vậy bạn sẽ thấy, hãy bắt đầu ngay với cái thành phần là mì ống. Mì ống đơn vị tính ký, đơn giá thị trường là 62.000 đồng một ký và định lượng chúng ta là 180 gram. Cho nên chúng ta xác định rằng chi phí là giá tiền của 180 gram là bao nhiêu tiền, thì cách tính chắc các bạn cũng hình dung ha. Chúng ta thường là một ký là bao nhiêu gram, mà một ký là 1.000 gram, cho nên chúng ta sẽ lấy là 62.000 đồng chia cho 1.000 gram và chúng ta nhân với 180 gram cần cho món ăn. Như vậy thành tiền là chúng ta sẽ ra là 11.160 đồng. Có một số bạn hỏi thầy là như vậy thầy ơi, khi tính tiền như vậy những cái số nhỏ là 160 đồng nó đâu có thực tế đâu. Bạn vui lòng vẫn để nguyên cái số lẻ chính xác như vậy, bởi vì đây là một cái phép tính toán để xác định chi phí. Sau khi kết quả tổng thể bạn có thể làm tròn đó tùy bạn, nhưng ứng với mỗi một cái thành phần một cái giá trị cụ thể, bạn vui lòng để số lẻ giùm thầy ha. Tương tự như thịt bò là đơn vị là ký, giá thị trường là 415.000 đồng một ký, trong khi chúng ta định lượng cần là 70 gram cho cái dĩa mì ống này, cho nên chúng ta sẽ thành tiền sẽ là 29.050 đồng ha. Và tương tự với những thành phần khác chúng ta có thể xác định ra, và theo cái bảng tính công thức thực phẩm của món mì ống này chúng ta cần phải bỏ ra là tổng cộng 51.349 đồng tiền chi phí thực phẩm để có thể đi chợ mua những thành phần này để chế biến ra một cái dĩa mì ống theo tiêu chuẩn giống như hình ảnh trên trên minh họa ha, 51.349 đồng. Ok, như thầy nói hoàn toàn khi mà chúng ta muốn mang một cái dĩa mì ống chúng ta bán ra cho khách hàng hay chúng ta mang nó ra thị trường để thực hiện chức năng kinh doanh của mình, chúng ta không thể ngẫu nhiên mà xác định rằng à, tôi muốn bán nó với giá 30.000 hay 40.000, 70.000, 100.000. Chúng ta không thể nào ngọt mà cảm tính mà xác định, mà chúng ta cần phải đến xác định nó dựa vào cái cơ sở là chi phí thực phẩm. Nhỡ không may thì chúng ta xác định giá mà nó còn thấp hơn cái chi phí thực phẩm thì sao, mà nghĩa là chúng ta đang có một cái quyết định cực kỳ sai lầm về giá bán ha. Bảng tính, chúng ta cùng với nhau định nghĩa về bảng tính chi phí thực phẩm.
Bản tính chi phí thực phẩm là cái phần rút gọn của công thức chế biến và pha chế tiêu chuẩn. Nó nội dung sẽ bao gồm là nguyên liệu nè, khối lượng, đơn giá và chi phí, xác định được chi phí cho một phần thức ăn. Là chi phí của một phần thức ăn. Có thể chi phí của một ly nước cam, chi phí của một ly cà phê, chi phí của một cái dĩa steak, chi phí của một dĩa mì ống như này ha. Mình gọi là bảng tính chi phí thực phẩm. Và cái cách tính bảng tính chi phí thực phẩm là bạn đối với những nhà hàng tiêu chuẩn, khi hôm nay bạn làm quản lý của những nhà hàng rất là quy mô và tiêu chuẩn, thì cứ một món ăn mà bạn quyết định đặt nó vào thực đơn để bạn bán, thì bạn cần phải hoàn thiện ở góc độ chế biến món ăn, thì anh chàng bếp trưởng có thể cho bạn cái công thức chế biến, nhưng khía cạnh bạn là một người quản lý, bạn phải làm ra được một cái bảng tính chi phí thực phẩm cho từng món ăn, cho từng món nước mà mình bán. Ok bạn ha. Như vậy chúng ta thử cùng với nhau xác định giá bán từ cái số liệu chi phí thực phẩm. Như vậy với cái chi phí thực phẩm của món mì ống là 51.349 đồng, thì theo bạn chúng ta nên bán cái món ăn này ra thị trường là bao nhiêu tiền? Đó là cái quyết định của một người kinh doanh. Thực ra quyết định đó đến từ bạn là người giám sát và quản lý đó bạn. Tuy nhiên một số nơi thì giám sát, một số nơi là quản lý, đến từ bạn. Bạn phải đề xuất cho chủ. Thì chắc chắn với bạn là nhiều bạn cũng sẽ trả lời như vậy, thì 60.000 được không thầy? 70, 80, 90, vân vân. Ha. Chắc chắn với bạn cái giá bán nó phải lớn hơn 51.349 đồng. Chuyện hiển nhiên, đã là kinh doanh mà. À, kinh doanh, nhưng mà liệu nó lớn hơn với cái giá trị là 60, 70, 80 hay như thế nào, là dựa vào cái nguyên tắc nhất định. Thầy chia sẻ với bạn nha. Thông thường đó bạn, một cái giá bán một cái món ăn ra thị trường, một cái giá bán chẳng hạn như là 100 ngàn một món ăn, một cái dĩa đồ ăn đó 100 ngàn, thì thật ra khi người ta xác định giá bán thì cái giá trị của món ăn đó cũng là cái tiền doanh thu của nhà hàng có được từ khách. Thì cái giá trị giá bán 100 ngàn đó sẽ biến thành doanh thu của nhà hàng, và doanh thu 100 ngàn đồng trên cái dĩa đồ ăn của nhà hàng nó phải thỏa được ba điều kiện sau đây. Nó phải chi trả cho bạn được, thứ nhất là chi phí thực phẩm trong cái phần giá bán đó bạn ha, và trong phần giá bán đó nó còn phải chặt giúp bạn chi trả được cái chi phí hoạt động. Chi phí thực phẩm là cái việc bạn mua rau củ quả thịt thà, còn chi phí hoạt động là gì? Điện nước, thuê mặt bằng ha, vân vân, bàn ghế vân vân ha. Cho nên một cái giá bán nó phải xác được. Giá bán một cái món ăn nó sẽ chuyển thành trở thành doanh thu của nhà hàng trong hoạt động mua bán, và cái mức tiền, số tiền đó nó phải thỏa được điều kiện ba điều kiện sau đây. Chi nó đảm bảo tiền đi chợ, nó đảm bảo chi phí hoạt động, và nó phải đảm bảo cái phần cuối cùng quan trọng đó là mức lợi nhuận của chủ đầu tư hay mức lợi nhuận của bạn mong muốn. Nên để đảm bảo rằng bạn bán ra món ăn này bạn phải lời chứ, như thầy nói bạn bán một cái món ăn, bạn trừ ra cái phần đi chợ nè, bạn trừ ra nhân viên, trừ điện, trừ nước, trừ mặt bằng, trừ quảng cáo, trừ tất cả mọi thứ chi tiêu, và tiền lời của mình nữa bạn. Phải đảm bảo mức lời cho mình chứ, bán là phải có lời, nếu mà bán không có lời mình đừng có nên bán ha. Cho nên bạn sẽ thấy một cái giá trị của một cái giá bán bất kỳ một sản phẩm là nó phải thỏa điều kiện ba điều kiện trên. Như vậy với giá trị chỉ là tiền đi chợ 51.349 đồng thì giá bán của mình như thế nào ha? Thầy có, đương nhiên công thức nó sẽ có, nhưng mà thầy lấy ví dụ với những cái câu tương tự nha. Thường người ta hay chúc nhau là buôn bán các bạn, một vốn bốn lời đúng không, một vốn bốn lời.
Thầy lấy ví dụ với cái câu nói này đi, mà một vốn mà bốn lời, thì bạn thấy cái tiền vốn nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Một vốn là bạn bốn lời, thì có nghĩa là bốn lời cộng với một vốn là năm, năm chính là cái giá bán đó mà. Ha, khi mà bán ra một sản phẩm với năm phần thì bạn bỏ ra một phần là tiền vốn và bốn phần còn lại là tiền lời. Ha, như vậy cái chi phí này là bạn, là chi phí thực phẩm này là nó chiếm tỷ trọng là 1/5, 1/5 là khoảng 20%. À bạn ha, 1/5 là 20%. Như vậy bạn thử tưởng tượng nếu áp dụng cái công thức mà ông bà mình hay nói là chúc nhau trong kinh doanh là một vốn bốn lời, đối với cái món ăn mì ống này thì bạn thấy 51.000 mình lấy 50 cho nó chuẩn nha. Thì như vậy bạn sẽ thấy 50 mà nhân đi là mình nhân khoảng chừng 5 lần ha. 5 lần là chúng ta ra 250.000. 250.000 này, 250.000 sẽ là giá bán mà chúng ta bán cái món mì ống này ra thị trường để thỏa điều kiện là một tiền vốn và bốn tiền lời. Đúng không bạn? Ok. Hay với một cái câu nói khác trong cái việc định hướng kinh doanh, mua một lời một, bán một lời một. Có nghĩa bán một lời một có nghĩa là một lời một, có nghĩa là một vốn và một lời, như vậy giá trị là hai. Như vậy thì chúng ta xác định là vốn, vốn này là giá cả thực phẩm rồi mà, thì là 50% so với giá bán. Thì nếu chúng ta áp dụng cái nguyên tắc một lời một thì chúng ta sẽ có thể bán cái món mì ống này ra thị trường với giá là khoảng 100.000, 110.000, 120.000 chẳng hạn ha. Ok, thì đó là những cái điều mà chúng ta áp đặt vào cái quan điểm là người chủ nhà hàng, hay là quan điểm của chúng ta muốn bán với bán cái món ăn hay là bán một cái sản phẩm ra thị trường để thỏa một cái mức lợi nhuận mong muốn của chúng ta. Tuy nhiên các bạn, nếu một người làm kinh doanh mà chúng ta chỉ muốn bán một món sản phẩm ra thị trường để thỏa là tôi muốn lời bao nhiêu, thì e rằng đó là những cái cách tiếp cận nó không mang tính thị trường. Khi mà chúng ta muốn bán sản phẩm, chúng ta ra thị trường bán, ngoại trừ mà chúng ta biết được rằng chúng ta bán ở mức độ bao nhiêu để thỏa tiền lời của chúng ta còn phải nghiên cứu thêm giá thị trường như thế nào. À, làm sao bạn có thể bán được nếu mà đối thủ cạnh tranh cùng bán một cái dĩa mì ống này, cùng bán một cái dĩa mì cùng vị trí của bạn, chẳng hạn nhà hàng, hai nhà hàng đối diện với nhau, mà người ta bán 100 ngàn mà bạn bán 250, làm sao bạn bán được, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần, rất là cần cái việc mà chúng ta tham vấn cái nguyên tắc thị trường. Nguyên tắc thị trường nó dẫn đến cái việc chúng ta xác định giá. Các bạn ha. Như vậy, chúng ta cùng tìm hiểu một số cái công thức để xác định giá bán, hay là cùng chia sẻ một số cái kinh nghiệm để có thể chúng ta xác định cái giá bán một sản phẩm là một món ăn hay một thức uống ra thị trường. Công thức cơ bản, giá bán sẽ bằng chi phí thực phẩm tiêu chuẩn chia cho phần trăm chi phí thực phẩm mong muốn. Phần trăm chi phí thực phẩm mong muốn ha. Ở đây, cái chi phí thực phẩm tiêu chuẩn nó viết tắt từ SBC, là trừ viết tắt của từ Standard Portion Cost, có nghĩa là standard là tiêu chuẩn, portion là khẩu phần, cost là chi phí của một cái phần ăn. Và chúng ta chia cho phần trăm chi phí thực phẩm mong muốn. Ở đây là bạn với mỗi một cái nhà hàng, với một người quản lý thì người ta luôn luôn xác định được cái tỷ lệ phần trăm chi phí thực phẩm mong muốn. Tại sao cần phải xác định điều này? Khi chúng ta xác định được điều này thì nó sẽ liên quan đến chúng ta muốn cái sản phẩm của chúng ta ở chất lượng ra sao. Thầy lấy ví dụ nha, nếu chúng ta biết chắc chắn rằng với một ly nước cam cần phải có 3 trái cam để làm đầy ly. Ha. Và chúng ta sẽ mua 3 trái cam, chúng ta làm đầy ly, và từ đó chúng ta sẽ tính được giá bán. Tuy nhiên á, nếu chúng ta vì thị trường ở khu vực này người ta bán một ly nước cam giá rất bình dân, người ta bán rất là thấp, nếu chúng ta sử dụng 3 trái cam để làm một ly nước cam thì e rằng chúng ta sẽ không có lời. Thì chúng ta quyết định rằng chúng ta chỉ có thể sử dụng là 2 trái cam thôi. Nếu chúng ta sử dụng 2 trái cam thì chúng ta cần phải pha thêm nước đá hay pha thêm nước lọc vào để đảm bảo rằng một ly nước cam bây giờ cần phải được chế biến từ maximum tối đa là 2 trái cam để đảm bảo rằng cái tỷ lệ phần trăm thực phẩm mong muốn. À, cũng giống như một cái một miếng thịt bò đi bạn,
Giả sử khi bạn bạn biết giá trị của cái miếng thịt bò này ở ngoài chợ bán là 300 ngàn và bạn quyết định bạn bán ra ngoài thị trường là giá 1 triệu đồng một cái phần steak này, thì có nghĩa tỷ lệ cái mức cái phần trăm chi phí thực phẩm lúc này nó là 30% đúng không bạn? 300 ngàn so với lại 1 triệu là 30%. Tuy nhiên bạn thấy rằng nếu mà bạn bán, bạn xác định cái chi phí này là 30% ở thì bạn bán ra 1 triệu. Tuy nhiên ở thị trường đó bạn, thị trường cái miếng thịt bò này cùng cái miếng thịt bò cùng trọng lượng này, cái nhà hàng khác người ta bán có 8, người ta bán có 800 ngàn. Thì như vậy bạn chỉ có hai cách thôi, bạn phải giảm cái phần trăm chi phí thực phẩm này xuống. Nếu bạn quyết định là 30% thì bạn phải giảm nó xuống, bạn đi chợ bạn mua cái miếng thịt bò chất lượng kém hơn với giá khoảng chừng 200 ngàn thôi, hay là 25, 250 thôi. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Bạn nên làm điều đó hay không? À, cái đó là câu chuyện của bạn. Ok, như vậy thì bạn thấy đó, cái công thức tiêu chuẩn tính chi phí thực phẩm và cái công thức tiêu chuẩn tính giá bán dựa vào cái phần trăm chi phí thực phẩm mong muốn theo màn hình. Tuy nhiên thực tế, tại đây chia sẻ bạn một số cái kinh nghiệm để bạn có thể tiếp cận và áp dụng xác định được cái mức mức giá bán nó nhanh hơn. Một số kinh nghiệm khác về món ăn, giá bán sẽ bằng chi phí thức ăn nhân với lại 2.5 hoặc là 3 lần, 2.5 hoặc 3 lần giá bán ha. Như thầy nói chẳng hạn như đối với những nhà thì hiện giờ với chi, giả sử người ta bỏ ra 51.000 đồng cho cái việc đi chợ mua cái gì mì ống, thì người ta có thể bán nó ra thị trường với giá từ 150, 160 ha, 150.000 cỡ vậy ha. Hiện giờ đó là giá thị trường. Về thức uống bạn thì giá bán sẽ bằng chi phí thực phẩm thức uống, chi phí một cái thực phẩm của một loại thức uống bằng nhân với 5 hoặc 5.5 lần ha. Đó là một cái nhà hàng thường hay bán. Ví dụ như hiện giờ bạn ly, bạn uống một cái ly cocktail ở một cái nhà hàng tầm khoảng chừng 200 ngàn, ly cocktail bán khoảng 200 ngàn, thì bạn có thể xác định được rằng có thể là giá vốn của một ly cocktail tầm khoảng chừng 40 nghìn ha. Hai bạn thì các bạn có thể bán vào những cái nhà hàng sang trọng, bạn bạn kêu một ly nước cam. Hiện giờ thì tính giá trung bình một ly nước cam ở những nhà hàng sang trọng tầm khoảng chừng 100 đến đến 150 ngàn. Giả sử mình lấy 100 ngàn đi, thì chắc chắn nếu mà bán một ly nước cam trong nhà hàng 100 ngàn thì bạn có thể suy đoán ngược lại chi phí để đi chợ mua cam, mua đường vân vân tầm khoảng chừng 20 ngàn. À, cái đó là cái cách tính phổ thông bây giờ. Một số kinh nghiệm khác, đối với những nhà sang trọng thì phần lớn những cái chi phí thực phẩm nó được xác định là cái mức là 30 cho đến 35% giá bán. 30 cho đến 35% giá bán ha. Và phần trăm chi phí thức uống nó chiếm tỷ trọng từ 15 cho đến 20% giá bán. Ok, thầy lấy ví dụ nha. Những nhà sang trọng xem coi. Sang trọng thì cũng không hẳn là quá sang trọng, như thầy lấy ví dụ này nha bạn ha. Hiện giờ một ly cà phê Starbucks ly medium mấy bạn, hiện giờ đang bán với giá là khoảng chừng 90 95 ngàn đồng. Mình lấy giá 100 ngàn để dễ tính ha, 100 ngàn đồng ở một cái thương hiệu Starbucks, thương hiệu cà phê. Tuy nhiên đối với Việt Nam mình nha, đối với Việt Nam mình là thương hiệu gọi là sang. Thì với một ly cà phê Starbucks như vậy thì bạn có thể dựa vào những cái kinh nghiệm hay là cách tính của thị trường, các bạn có thể suy đoán được rằng người ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cà phê, mua đường để có thể pha ly cà phê đó. À, với công thức này bạn đã dễ dàng suy đoán ra là cái tiền mà mua hạt cà phê hay đường vân vân khoảng chừng chiếm tỷ trọng khoảng chừng 20.000 đồng, là mình gọi là tiền vốn các bạn, 20.000 đồng. Thì nếu mà giá vốn là 20.000 đồng thì thương hiệu Starbucks người ta sẽ tính rằng cái giá bán khoảng 100.000. Và tại sao bạn đặt câu hỏi khi mà hạt cà phê có 20.000 đồng mà bán 100.000 mắc quá vậy? Không mắc đâu bạn, như thầy có thể lý giải cho bạn á. 100.000 đồng một ly cà phê nó phải thỏa điều kiện là doanh nghiệp mua được hạt cà phê ngon là một. Thứ hai, phải thỏa điều kiện là doanh nghiệp ở đây chi trả cho nhân viên, chi trả cho mặt bằng, chi trả cho quảng cáo, chi trả cho điện nước hàng loạt. Và nó còn phải thỏa mãn một điều là mức lợi nhuận trong cái giá bán nữa bạn. Cho nên tại sao mà bạn cần bỏ ra 20 ngàn mua cà phê nhưng bạn phải bán một ly cà phê ở những nhà hàng sang trọng là 100 ngàn. Đó là cái câu chuyện. Chúng ta cũng không có đặt câu hỏi quá nhiều ha. Nếu bạn có thể uống một ly cà phê ở ngoài lề đường thì giá nó hoàn toàn khác ha.
Đối với những nhà hàng bình thường, đối với những nhà hàng bình thường hay trung bình đó bạn, thì phần trăm chi phí thực phẩm nó chiếm tỷ trọng từ 40% cho đến 50% giá bán. Và chi phí thức uống từ 20 cho đến 30% giá bán. Okay, bạn. Nhà hàng bình thường thì ví dụ giống như bạn ví dụ bạn đi ăn một cái buffet chẳng hạn, một cái buffet bình dân không quá sang trọng nha, đương nhiên là cũng nhà hàng mà không quá sang trọng, ví dụ một cái buffet đó giá là khoảng chừng 500.000 đồng, thì đối với một cái giá buffet 500.000 đồng nè bạn, thì thông thường á người ta sẽ bỏ ra khoảng chừng 250.000 để đi chợ mua mua thực phẩm. Và cho nên mình sẽ đảm bảo được rằng khi bạn ăn một cái buffet với nhiều món ăn chất lượng vân vân, nó sẽ chiếm tỷ trọng khoảng chừng 50% cái giá bán các bạn ha. Thức uống cũng vậy bạn, thức uống cũng vậy. Cho nên bạn sẽ thấy nè, mặc dù á giá bán của thức uống luôn luôn thấp hơn là giá thức ăn, chính vì lý do đó khi mà bạn bán cùng một món món nước và món ăn thì món đồ ăn á bạn bán được nhiều tiền hơn, cho nên cái gọi là doanh thu của bạn tốt hơn. Tuy nhiên bạn sẽ thấy phát hiện một điều là nếu mà khi mà bạn bán một cái món thức uống, mặc dù cái doanh thu nó không nhiều nhưng mà cái tỷ lệ lợi nhuận nó sẽ rất là cao ha. Thầy thấy ví dụ đây, bạn sẽ thấy khi mà bạn bán một cái món ly cà phê, cái lợi nhuận rất là cao so với một cái món thức ăn. Cho nên bạn sẽ thấy tại sao mà với những cái hàng quán bán thức uống mà cảm thấy rất là bình dân nha, nhưng mà người bán, cái chủ quán ấy bạn, người ta sẽ có được cái mức lợi nhuận rất là tốt. Tại cơ bản là tại vì đối với thức uống thì người ta lại ít đầu tư về những cái trang thiết bị dụng cụ hơn, ít nhân công hơn ha, hay là thậm chí là về mặt bằng để bán thức uống nó cũng cần phải, nó không cần thiết quá rộng rãi như một cái nơi mà bán đồ ăn, mà đặc biệt là những nơi mà sang trọng hay là quy mô. Đó là những cái, hoặc thậm chí bạn đi chợ bạn thấy rõ ràng bạn mua một cái thành phần giống như là nước cam hay cà phê, chắc chắn nó sẽ làm sao đắt đỏ bằng khi bạn mua thịt tôm được ha. Đó là những cái khuynh hướng kinh doanh. Chúng ta mời các bạn qua phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng lược sơ qua những cái bước để giúp chúng ta có kiểm soát được chi phí thực phẩm. Như có chia sẻ trong phần đầu, công thức định lượng tiêu chuẩn của món ăn và thức uống nó sẽ bất biến, nó sẽ không thay đổi. Nó liên quan tới cái tiêu chuẩn về kỹ thuật về chế biến món ăn và thức uống là nó không thay đổi. Tuy nhiên các bạn, giá cả thị trường là cái mà chúng ta rất đau đầu, bởi vì nó sẽ biến đổi mỗi ngày. Biến đổi mỗi ngày. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải, nếu chúng ta nói nó biến đổi nhiều quá chúng ta không quản lý đó, thì chúng ta không làm tròn cái trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta phải đảm bảo là chúng ta phải quản lý nó. Chúng ta, nếu mà chúng ta kỹ thì chúng ta quản lý theo ngày, hoặc là theo tuần, hay là theo tháng, tùy vào cái cơ cấu quản lý hay là cái cách thức làm việc của mỗi nơi các bạn ha. Đầu tiên chúng ta phải tập cái thói quen so sánh và phân tích tổng chi phí thực phẩm tiêu chuẩn với tổng chi phí thực phẩm thực tế. Thông qua những bản báo cáo, thông qua sự ghi nhận từ bản báo cáo. Các bạn. Hãy lấy ví dụ nha. Khi bạn mua một ký thịt bò, chắc chắn một ký, giả sử một dĩa thịt bò bạn cần 100 gram, khi bạn mua một ký thịt bò về thì bạn sẽ có thể chế biến được rằng bạn dự tính là theo tiêu chuẩn bạn mua một ký thịt bò bạn sẽ phải bán 10 dĩa mì ống xào thịt bò thì nó mới hết một ký thịt bò. Và cái việc mà mua thêm thực phẩm để chế biến món ăn để bán đó là hoạt động rất bình thường. Cho nên nếu một lúc nào đó bạn mua, bạn khi bạn quản lý mà bạn thấy cái tình trạng này xảy ra, khi ghi nhận về lượng hàng bán, bạn mới bán có 7 dĩa thịt bò thôi, 7 dĩa mì ống xào thịt bò thôi, nhưng mà anh chàng bếp trưởng nó đã gõ cửa bạn yêu cầu bạn mua thêm thịt bò, chắc có vấn đề gì xảy ra đúng không? Theo đúng, nếu mà xài hết một ký thịt bò là phải đổ, nó phải thể hiện qua 10 dĩa thịt, 10 dĩa mì được bán, nhưng mà mới bán chỉ 7 dĩa đã hết thịt bò rồi, chắc có vấn đề gì xảy ra.
Ở một tình huống khác, nếu mà bạn bỏ tiền ra bạn mua một ký thịt bò để cho nhà bếp chế biến cùng dĩa mì ống đó. À, nó nhiều chiếc đủ má sầu lộn chứ sao đéo chả chạy mất tiêu. Các bạn vui lòng tắt mic với ông thầy nha. Tắt mic bảo. Không đã rồi. Rồi nhỏ nè. Thầy nhắc lại một lần nữa tất cả các bạn vui lòng mình tắt mic ha, không phát biểu linh tinh trong buổi học nha bạn. Rất là thiếu ý thức. Okay, sorry các bạn còn lại. Chúng ta hãy nên quan sát và ghi nhận các phản hồi về tiêu chuẩn của phần thức ăn và thức uống. Thông thường với tư cách của người quản lý thì chúng ta sẽ không phải là người mà chế biến món ăn, không phải là cái người mà pha chế thức uống. Tuy nhiên thông qua cái việc trao đổi và tiếp cận khách hàng, chúng ta có thể biết được những cái phản hồi của khách. Nếu bạn chắc chắn bạn sẽ sử dụng những thông tin sau đây để cái việc mà trong cái việc mà chúng ta nhìn lại và quản lý cái chi phí thực phẩm của chúng ta. Khi chúng ta phát hiện rằng thực khách sẽ nói, ủa sao dạo này dĩa đồ ăn ít quá vậy? Hay là người ta sẽ nói, sao dạo này đồ ăn nó không còn phong phú như hồi trước vậy? Với những thông tin như vậy thì chắc chắn nó là cái cơ sở để bạn có thể xem lại coi mình đã chi tiêu đủ hay là mình đã chi tiêu thiếu so với cái tiêu chuẩn thực phẩm mà mình đặt ra hay chưa, hay là có vấn đề gì ở cái thí dụ như bạn mỗi ngày bạn cho 1 triệu cho cái anh bếp trưởng 1 triệu đồng để anh đi chợ, nhưng mà cái 1 triệu này là 1 triệu để có thể mua thực phẩm với giá thị trường của 1 năm về trước các bạn, còn bây giờ mọi thứ đều tăng giá rồi, cho nên anh ta vẫn cầm 1 triệu và mua, nhưng mà số lượng anh ta mua hay là chất lượng anh ta mua bây giờ nó không thể nào giống như hồi xưa được. Cho nên đó là cái vấn đề bạn nên đặt ra trong cái việc mà chúng ta điều chỉnh hay không cái chi phí thực phẩm của mình. Chúng ta nên tìm hiểu hay là có sự hiểu biết cụ thể về thị trường và các đối thủ cạnh tranh. Các bạn ha, thị trường và đối thủ cạnh tranh. Như thầy nói bạn, một sản phẩm F&B, một cái món ăn và thức uống không thể nào chúng ta cảm tính mà chúng ta nói ngon hay chúng ta muốn bán nó với giá A, B, C gì được. Tất cả những điều đó chúng ta phải đặt nó ra thị trường và phải đáp ứng được cái tính chất của thị trường. Thầy lấy ví dụ, nếu mà chúng ta bán một dĩa mì ống xào thịt bò với giá 200 ngàn trong khi đối thủ người ta bán có 150 ngàn thì theo bạn khách hàng người ta ăn ở đâu? Chắc chắn câu trả lời không cần phải nói ra, người ta ăn ở nơi rẻ nhất. Như vậy thì bạn nên đặt câu hỏi là tại sao mình phải bán với giá 200 ngàn mà đối thủ bán 150 ngàn? Nếu bạn phát hiện rằng chất lượng của chúng ta ngon hơn cho nên bán mắc hơn, cái đó là do cái quyết định của bạn. Và bạn cứ quyết định bạn sẽ cung cấp ra thị trường một cái món ăn chất lượng hơn và giá mắc hơn. Tuy nhiên nếu mà bạn theo dõi cái tình huống là khách người ta vẫn chọn nơi rẻ hơn để ăn. Cho nên để tồn tại chắc chắn bạn phải có một cái hành động điều chỉnh nào đó. Đồng ý là bán một cái món ăn chất lượng với một cái giá cao hơn là đúng theo cái nguyên tắc toán học. Nhưng mà nó lại sai theo cái nhu cầu của thị trường. Nơi đó người ta không cần quá quan tâm một cái dĩa mì ống xào thịt bò này cần phải sử dụng thịt bò Mỹ, mà thực khách của mình lại mong muốn là bò nào cũng được, nhưng mà nó phải ngon là được rồi, nhưng mà nó đảm bảo là chất lượng là phải ổn. Ổn là ổn nghĩa là sự ổn là sự hài hòa giữa mì, gia vị và thịt bò. Không nhất thiết là bạn phải bán bằng một cái loại thịt bò ngoại nhập quá mắc tiền. Cho nên tại sao mình không đổi ngay một loại thịt bò nội địa hay một cái loại thịt bò nhập nhưng mới giá thấp hơn nhiều. Ok ha. Cho nên bạn phải hiểu cái nguyên tắc thị trường, cái nhu cầu của thị trường là gì. Và cái cách xác định cơ bản, nhưng mà cách xác định này là khó, ít người sử dụng. Chi phí thực phẩm thực tế nó sẽ bằng tổng số tiền bạn bỏ ra mà đi chợ để phục vụ cho một cái ngày hoạt động hay một cái buổi tiệc mà bạn tổ chức. Ha, thật ra đây là cái cách tính chi phí thực phẩm đúng cơ bản nhưng lại không áp dụng nhiều. Ví dụ như gia đình mình đi, mình có muốn tổ chức buổi tiệc nào đó thì các bạn đưa cho
một người đi chợ 1.000.000 đồng, anh ta đi, đi mua thực phẩm về và chế biến những cái món ăn cho gia đình ăn vào buổi tối. Cho nên bữa ăn đó được có thể được đúc kết được rằng là chi phí thực phẩm của bữa ăn đó là 1.000.000, và ăn xong một buổi dứt điểm tổng kết ha, hay là kết thúc một cái kỳ kinh doanh. Tuy nhiên bạn thực tế nó không phải như vậy, không phải ngày nào bạn có thể xách giỏ đi chợ được, và không thể nào mỗi ngày bạn đều xách giỏ đi chợ được. Và chắc chắn nguyên tắc thị trường bạn thường biết rồi, chúng ta sẽ mua một lần với số lượng nhiều thì chúng ta sẽ mua được với cái giá rẻ hơn, mình gọi là giá sỉ và giá lẻ đó bạn. Cho nên các nhà hàng kinh doanh thường họ sử dụng vào nguyên tắc là họ sẽ mua một lần với số lượng lớn để họ lưu trữ, để họ kinh doanh liên tục. Mà nhà hàng không thể nào kinh doanh một ngày rồi nghỉ, mà nhà hàng thường sẽ kinh doanh sáng trưa chiều tối, hay thậm chí là kinh doanh 365 ngày một năm. Thì như vậy mỗi ngày mình đi chợ như vậy thì quá mất thời gian và nhân công. Cho nên đối với những nhà hàng kinh doanh liên tục thì cái cách xác định chi phí thực phẩm của họ như thế nào? Theo bài, với những nơi mua hàng nhiều để phục vụ cho cái nhu cầu kinh doanh liên tục thì chi phí thực phẩm sẽ được ghi nhận dựa vào công thức sau đây. Chi phí thực phẩm thực tế nó sẽ bằng số lượng tồn đầu kỳ cộng với số lượng các bạn mua vào trừ đi số lượng tồn cuối kỳ. Cái kỳ kinh doanh này thầy có giải thích trong xuyên suốt bài học của mình rồi. Có những nơi họ chọn giải pháp là chúng ta tính kỳ kinh doanh trên tuần hay trên ngày hay trên tháng hay trên quý hay trên nửa năm một lần. Nhưng mà thông thường đối với cái hệ tài chính của Việt Nam, thường người ta sẽ tính cái gọi là cái báo cáo là báo cáo tháng, các bạn báo cáo định kỳ tháng là phổ biến nhất. Thầy thấy ví dụ như nha, lại câu chuyện thịt bò nữa nha. Thí dụ như đầu tháng bạn phát hiện trong tủ lạnh của mình có 1 ký thịt bò, và bạn tin chắc rằng một tháng bạn kinh doanh bằng 1 ký thịt bò là không đủ, bạn quyết định bạn mua thêm 99 ký thịt bò nữa. À, 99 ký thịt bò nữa, có nghĩa là bạn mua thêm 99 ký thịt bò để đảm bảo là từ đầu tháng số lượng thịt bò bạn có trong tủ lạnh là 100 ký để bán xuyên suốt một tháng. Rồi tới ngày thứ 30 của một tháng, buổi tối có bán hết cái bữa ăn cuối cùng trong tháng, và bạn kiểm kê tủ lạnh và bạn phát hiện rằng tủ lạnh của bạn còn 20 kg thịt bò. Như vậy đặt ra câu hỏi là trong tháng đó chúng ta đã xài đi bao nhiêu thịt bò rồi. À, thì cách tính sẽ là tồn đầu kỳ là 1 cộng với mua vào là 99 là 100, và trừ tồn cuối kỳ là 20 kg. Như vậy chúng ta xác định là trong một tháng đó chúng ta đã xài đi 80 kg thịt bò, hay có thể là chúng ta đã số tiền mà chúng ta bỏ ra mua 20 kg thịt bò, sorry bạn, số tiền chúng ta bỏ ra chúng ta mua mua 80 kg thịt bò. Đó là cái chi phí thực phẩm thực tế của cái đối với mặt hàng thịt bò nha bạn ha. Tương ứng với những mặt hàng khác cũng vậy, các cách tính cũng tương đồng như vậy ha bạn ha, có thể là thịt heo hay tôm hùm hay là thịt gà vân vân ha. Đó như thật bạn nói, đối với những cái nơi mà mua hàng nhiều và trữ để kinh doanh trong một kỳ kinh doanh liên tục thì chúng ta sẽ lấy công thức cơ bản đầu kỳ tổng mua vào trừ cho tồn cuối kỳ. Ok, thầy xin phép chia sẻ với bạn một cái bảng này gọi là bảng kiểm kê mặt hàng bia của một cái quầy bar bia ha. Dành 15 giây để nhìn cái bảng này và thầy cùng giải thích cho các bạn nghe. Cái bảng này mình gọi là Weekly Beer Inventory, là weekly là hàng tuần, bia là cái mặt hàng bia của quầy. Đương nhiên là trong một cái quầy bar sẽ có rất nhiều mặt hàng, cho nên chúng ta chia ra những cái biểu mẫu kiểm hàng để xác định chi phí thực phẩm của nó, và chi và cái xác định về số lượng hàng hóa nữa bạn. Cái cột bên trái là items, là cái tên của món hàng. Ở trong đây là mình là bia thì tên những loại bia. Ở đây có Sài Gòn Green nè, Sài Gòn đỏ nè, Tiger nè, Heineken nè, Sapporo nè, có Corona nè, có bia Budweiser nè, đúng không bạn? Rồi cái cột thứ hai mình gọi là opening stock. Opening là mở ra, coi như là đầu kỳ đó bạn. Opening ha, stock là số lượng hàng ở đầu kỳ. Opening stock thì chúng ta kiểm kê, mà do ở đây mình gọi là weekly có nghĩa hàng tuần, thì chúng ta hiểu rằng cái cách tính chi phí hay cái cách kiểm kê hàng hóa và chi phí của nơi này là theo cái kỳ kinh doanh là tuần, tuần là 7 ngày các bạn ha.
Receive là nhận, nhận nghĩa là mình mua vào mình nhận ha. Và cái cột thứ ba là cột sales, là cột đã bán. Và cái cột thứ tư là cột balance, là cái cột còn lại. Các bạn. Như vậy với cái biểu mẫu này chúng ta có thể hiểu, thầy lấy ví dụ như bia Sài Gòn, Sài Gòn Xanh. Bia Sài Gòn Xanh ngay từ đầu kỳ là một tuần, thí dụ thầy nói là buổi sáng thứ hai đầu tuần, các anh chàng bartender đã kiểm tra và người ta phát hiện là trong tủ lạnh có 20 chai bia Sài Gòn Xanh. Và người ta dự trù chắc không đủ và người ta quyết định nhập hàng thêm là 10 chai. Nghĩa là tổng cộng từ từ đầu tuần anh ta có 32 chai. Và trong xuyên suốt quá trình bán hoạt động một tuần và đến ngày chủ nhật, cuối ca ngày chủ nhật, chốt lại anh ta kiểm kê trong tủ lạnh, anh ta phát hiện trong tủ lạnh còn 19 chai. Thì câu hỏi là rõ ràng nếu bạn thấy rằng 32 chai ngày thứ hai chúng ta có và còn lại là 19 chai, thì trong một tuần kinh doanh quầy bar này đã bán, đã sử dụng 13 cái chai bia Sài Gòn Xanh để bán cho khách. Khi mà chúng ta bán 13 chai bia Sài Gòn Xanh bán cho khách, chúng ta thu về cái doanh thu 13 chai, thì chúng ta cần phải có chi phí, bởi vì chúng ta đã dùng từ là đã bỏ tiền ra mua 13 chai này rồi ha. Thì chúng ta đã phải bỏ ra cái chi phí 13 chai để từ đó biến nó thành một sản phẩm bán cho khách hàng ha. Cho nên cái chi phí thực phẩm thực tế, hay gọi là chi phí thức uống thực tế của cái đặc biệt của cái mặt hàng là bia Sài Gòn Xanh trong một tuần kinh doanh là tương đương như 13 chai bia ha, bạn ha. Cho cái cách tính, thầy lấy ví dụ như một cái loại bia khác nha, như bia Corona. Bia Corona vào sáng thứ hai đầu tuần chúng ta kiểm kê tủ lạnh, nên chàng bartender mới phát hiện rằng có 30 chai bia ở trong tủ lạnh và anh ta quyết định nhập hàng là 18 chai nữa, nghĩa là trong buổi sáng thứ hai anh ta có là 48 chai. Và khi bán cho đến hết ngày chủ nhật, anh ta phát hiện trong tủ lạnh còn 28 chai. Đầu tuần còn 38 và cuối ngày chủ nhật là còn 28. Như vậy số lượng bia mà anh ta đã sử dụng là 20 chai. Đúng không ạ? 20 chai. Tuy nhiên khi kiểm kê vào cái danh mục sản phẩm đã bán thì ở đây ghi nhận có 19 chai thôi được bán. Như vậy chuyện gì xảy ra với chai thứ 20? Có khả năng là có tiêu cực ở đây không ạ? Chắc có, cũng hay là có một khả năng khác. Như vậy khi bạn kiểm kê như trong hoạt động kiểm kê như vậy và đảm bảo vừa xác định chi phí thì bạn cũng xác định luôn những cái vấn đề thuộc về hoạt động của mình. Như bạn thấy ở trong đây có một cái cột ghi chú của bia Corona, người ta xác định là one spoiled bottle, có nghĩa là một chai bia nó bị hư. Hư có thể một chai bia mà hư có nghĩa là có thể là do nó bị bể hay bị xì ga, hay là bị cái nhãn mác nó không còn chất lượng nữa. À, vân vân, có nhiều lý do. Thì bạn thấy khi mà được ghi nhận với một chai bia bị hư như vậy, bị hỏng như vậy á, thì nó sẽ hợp thức hóa được cái giá trị là thực tế về chi phí là nhà hàng đã phải mất 20 chai, nhưng mà nhà hàng từ 20 chai chi phí này nhà hàng chỉ bán được có 19 chai thôi, còn một chai nó bị hư. Thì cái chai bị hư này rõ ràng ở thời điểm này nó là tổn thất kinh doanh của nhà, có nghĩa là bạn mất chi phí nhiều hơn cái số lượng bạn thu về. Cho nên đó là những hoạt động mà rất là thường xảy ra trong cái việc mà một cái người kinh doanh, một người nhân viên F&B kiểm kê hàng hóa, xác định được số lượng hàng hóa hợp lý dựa vào số lượng kinh doanh, dựa vào cái chi phí ha, và cũng từ đây chúng ta xác định được cái chi phí thực tế của từng mặt hàng để đảm bảo chúng ta hoạt động tốt trong kỳ kinh doanh. Ok bạn. Tuy nhiên là tới phần này và tới cái chương quản lý tài chính này thì bạn sẽ thấy công việc F&B nó không chỉ đơn giản gói gọn trong cái việc là chén đũa muỗng hay là khui rượu hay là phục vụ, mà nó còn lớn thêm một cái mảng nữa là bạn phải biết được cái việc mà kiểm kê hàng hóa, quản lý tài chính, đảm bảo doanh thu, quản lý chi tiêu, đảm bảo rủi ro, vân vân ha. Có những thứ bạn rất cần phải làm, bởi vì đó là một trong những phần việc của một người nhân viên F&B. Có thể đây là những phần việc bạn không có được đào tạo hay bạn không có được chỉ rất là cụ thể trong một cái chương trình, nhưng mà đây là những công việc thực tế mà bạn phải làm sau này. Ok, thầy xin phép được chuyển qua phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay.
Đó nghĩa là như vậy thì vai trò của một người giám sát viên đối với các chỉ tiêu tài chính, chúng ta đã học tầm quan trọng của các chỉ tiêu tài chính rồi. Một nhà hàng nếu đạt được những cái kết quả tài chính tốt thì có quyền lợi cho ai? Cho tất cả mọi người. Và để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính này, trách nhiệm thuộc về ai? Trách nhiệm của tất cả mọi người ở từng cấp công việc, từ nhân viên cho đến cấp chủ đầu tư. Tuy nhiên, ở vai trò là người giám sát, chúng ta có một cái tác động rất quan trọng trong cái việc mà vận hành một cái nhà hàng để đạt được cái chỉ tiêu tài chính. Bởi vì chúng ta là người đứng chính giữa giữa chủ, đứng chính giữa giữa khách hàng, đứng chính giữa giữa nhân viên. Ha, chúng ta tác động rất lớn đến các chỉ tiêu tài chính. Như vậy, đối với doanh thu, chúng ta đảm bảo doanh thu phải tăng trưởng. Thường là các chủ đầu tư người ta kỳ vọng doanh thu phải tăng trưởng mà. Tăng trưởng nghĩa là phải hơn, lúc nào phải hơn, hơn những gì mình đã đạt được. Thật ra khi mà bạn đi làm, bạn sẽ rất là dễ bị stress, là bị áp lực bởi cái yêu cầu này của những người quản lý cấp cao của mình. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn nó ở khía cạnh là một cái người quản lý con số mà là quản lý tài chính, cái kỳ vọng tăng trưởng về doanh thu là một cái kỳ vọng rất là thích đáng và hợp lý. Hãy lấy ví dụ nha các bạn. Hãy lấy ví dụ thôi. Chắc các bạn đọc báo hay là những cái nguồn thông tin mà bạn có được, hoàn toàn bạn có thể biết được rằng mỗi ngày khi mở tờ báo ra, giá xăng tăng nè, giá thực phẩm tăng, giá điện tăng, và một trong những cái tăng mà rất rất là nhạy cảm đó là tăng lương nữa bạn. Khi bạn đi làm mà muốn tăng lương, mà muốn tăng lương, bất kỳ một người lao động nào khi đi làm đều muốn tăng lương. Và khi bạn tăng lương, bạn muốn có một cái mức lương tốt hơn sau mỗi một năm bạn làm. Cái đó là một cái nguyện vọng cực kỳ chính đáng của một người đi làm. Tuy nhiên, khi mà công ty quyết định tăng lương cho bạn, thì cái việc mà quyền lợi của một cái người nhân viên nó sẽ biến thành một cái khoản chi phí mà doanh nghiệp cần phải gánh. Cho nên bạn thấy cứ một năm trôi qua, cứ một tháng trôi qua, cứ một quý trôi qua, doanh nghiệp cần phải trả nhiều hơn cho một khí điện, doanh nghiệp cần phải trả nhiều hơn cho một lít xăng, doanh nghiệp cần phải trả nhiều hơn cho một nhân viên. Đúng không ạ? Thậm chí nhân viên, doanh nghiệp cần phải trả tiền nhiều hơn cho một ký thịt bò. Cho nên tất cả những cái đó gọi là chi phí phát sinh. Cho nên để thỏa được cái chi phí phát sinh như vậy thì doanh nghiệp cần phải kỳ vọng là cái doanh thu cũng phải phát sinh. Dùng từ doanh thu phát sinh không đúng, doanh thu phải tăng trưởng. Và cái mức tăng trưởng làm sao của doanh thu nó phải lớn hơn hoặc bằng cái sự tăng trưởng của chi phí để đảm bảo cái tính hiệu quả trong kinh doanh. Ha, nếu bạn cho nên mình sẽ thấy khi đi làm có rất nhiều cái quyết sách mà nó trái chiều với nguyện vọng của người lao động. Và với tư cách là một người lao động thì bạn sẽ cảm thấy rất là không hài lòng. Nhưng mà hãy đặt mọi thứ trên cái cán cân doanh thu và chi phí thì bạn thấy tất cả những điều đó đều rất là hợp lý. Ha? Hợp lý đó bạn. Như thầy nói, khi mà đi làm, quên là câu chuyện là nhân viên đi, khi đi làm cứ mỗi một tháng hay cứ vài tháng là mình muốn được tăng lương, cái đó là nguyện vọng. Thì tự hỏi nha bạn, nếu mà bạn được tăng lương lên, từ tháng này bạn được tăng lương lên, thì khi bạn được tăng lương như vậy, liệu cái chất lượng hay cái giá trị lao động của bạn nó có được tăng theo cái mức lương của mình không? Sẽ có một số bạn nói tăng, bởi vì thật ra em được tăng lương em sẽ hứng khởi hơn, em sẽ làm nhiệt huyết hơn và làm chất lượng hơn. Cái đó là điều cực kỳ tốt. Nhưng mà có nhiều số bạn cũng sẽ đặt câu hỏi, tăng lương đơn giản là quyền lợi. Chứ không tăng lương không có nghĩa rằng là bạn biến chuyển cái mức tăng lương đó thành một cái giá trị cho doanh nghiệp được. Cái đó có một số vị trí như vậy. Nhưng mà sẽ thấy đó là rất nhiều khoản chi phí phải tăng, bị tăng hay phải tăng. Cho nên chính vì lý do đó, với tư cách là một người chủ doanh nghiệp, họ kỳ vọng doanh thu là phải tăng. Và khi chúng ta tác động vào doanh, với vai trò là một người giám sát thôi nha bạn, thầy không nói bạn là những quản lý quá cao cấp, với những người giám sát với yêu cầu là tăng lương, với yêu cầu là tăng doanh thu, thì thường bạn sẽ nghĩ đến hai yếu tố để bạn tác động. Yếu tố đầu tiên là bạn làm nghĩ làm sao mà bạn có thể có được thêm nhiều khách, nhà có thể đón thêm nhiều khách. Đón thêm nhiều khách. Thì bạn thấy nếu bình thường một bữa ăn mà phục vụ 50 khách
làm sao 5 sao nhà mỗi bữa ăn phải phục vụ thêm 60 khách, thêm 10 khách nữa. Đó là cái cách tiếp cận đầu tiên để làm sao tăng doanh thu. Nhưng thú thật các bạn, thị trường bây giờ nó cực kỳ khắc nghiệt về kinh doanh. Để giữ được số lượng khách bạn có đã là một cái gọi là một cái kỳ tích rồi các bạn. Bởi vì sao? Mỗi một ngày sẽ có nhiều nhà hàng được mở ra, đúng không bạn? Mỗi ngày sẽ có nhiều cái sản phẩm dịch vụ được mang đến thị trường, và thực khách bây giờ họ có quá nhiều sự chọn lựa. Hôm nay họ đến nhà hàng họ ăn từ họ ăn đồ ăn hay họ sử dụng dịch vụ của bạn, họ cực kỳ hài lòng, món ăn ngon, phục vụ chu đáo, tất cả mọi thứ hài lòng hết. Tuy nhiên không có nghĩa lần sau họ đến. Nếu bạn là người khách đó, bạn có đến không? Chỉ có khả năng đến chứ không nghĩa là lần sau chắc chắn bạn đến. Bởi vì sao? Cái nhu cầu muốn ăn một cái món ăn mới, một cái nơi trải nghiệm mới, đó là nhu cầu của thực khách. Bạn phục vụ tốt chưa chắc khách quay lại, nhưng như chắc chắn bạn phục vụ dở khách sẽ tuyệt đối không giờ quay lại. Ha? Cho nên mình sẽ thấy cách tiếp cận đầu tiên là bạn nghĩ làm sao có thể tăng được cái số lượng khách phục vụ hay không, mặc dù điều đó cực kỳ khó. Và cách tiếp cận thứ hai để có thể tác động vào doanh thu là chúng ta suy nghĩ nếu chúng ta bán được nhiều khách thì chúng ta là một cách, hoặc là nếu chúng ta không bán được nhiều khách thì chúng ta sẽ bán nhiều hơn cho một khách. Bạn hình dung mà chúng ta bán nhiều hơn cho một khách. Ở đây chúng ta tiếp cận với cái chi tiêu bình quân của khách. Với một người khách khi bước chân vào nhà hàng ăn sáng, họ khuynh hướng là chi xài 50 ngàn. Thì bạn đặt câu hỏi là mình có thêm khách được không? Nếu khó quá chúng ta suy nghĩ rằng như vậy làm sao cho vị khách này nè, họ phải chi xài 60 ngàn hay 70 ngàn cho bữa ăn sáng. Cái đó cầu trần, đó là cái cách tiếp cận thứ hai. Thì cách tiếp cận này bạn có thể suy nghĩ rằng từ nỗ lực bán hàng của nhân viên, từ những sản phẩm bạn bán có hấp dẫn để khách có thể mua thêm hay không, hay từ cái chính sách giá cả của mình. Thật ra hiện giờ khách bỏ ra 50 ngàn ăn một tô mì, khách hài lòng. Chúng ta đặt câu hỏi liệu chúng ta có thể bán tô mì với chất lượng tốt một chút xíu và chúng ta bán 60 ngàn không? Khách vẫn chấp nhận hay không? Hay 70 ngàn khách có thể chấp nhận hay không? Hay là chúng ta tăng lên 70 ngàn để khách bỏ chúng ta khách đi? Đó là sự cân nhắc và quyết định của thị trường. Rõ ràng kinh doanh nó không có cái công thức, nó chỉ có những cái hướng dẫn cho các bạn. Ha? Nó hướng dẫn cho bạn và tùy vào cái người quyết định. Ha? Như vậy, thầy nói lại về doanh thu, chúng ta sẽ có hai hướng tiếp cận. Một là chúng ta tiếp cận góc độ là làm sao phục vụ thêm cho nhiều khách, bán thêm cho nhiều khách, bán được nhiều khách. Cách tiếp cận thứ hai là bán nhiều hơn cho một khách. Ok. Chúng ta nói về chi phí thì rõ ràng không bao giờ có tình trạng là doanh thu tăng mà chi phí giảm. Không bao giờ, mặc dù cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng có thể nghĩ trên giấy tờ. Bạn hình dung với một cái mô hình kinh doanh của một cái nhà hàng thì chắc chắn nếu mà bạn bán, bạn phục vụ cho nhiều khách hơn thì nhất thiết phải nói một cách cơ bản thôi, nhiều khách hơn thì bạn phải tốn nhiều chén hơn, nhiều dĩa hơn, nhiều ly hơn và nhiều nhân viên hơn chứ, nhiều thực phẩm hơn chứ, một người một dĩa thịt bò hơn. Cho nên cái việc mà bạn bán nhiều khách hơn, bạn phục vụ kinh doanh đông hơn thì nó, điều đó nó sẽ dẫn đến một cái điều là tỷ lệ thuận của nó là chi phí nó phải tăng chắc chắn. Tuy nhiên chi phí cần phải được kiểm soát. Bởi vì sao? Mức tăng của chi phí, như thầy nói, mức tăng trưởng của lợi nhuận nó phải lớn hơn hoặc bằng mức tăng trưởng của chi phí. Tuy nhiên ở ngược lại, mức tăng trưởng của chi phí, mức tăng của chi phí nó phải nhỏ hơn hoặc bằng mức tăng trưởng của doanh thu thôi, chứ không cho hơn. Nếu bạn tăng hơn thì có nghĩa là bạn sẽ thấy nó ảnh hưởng tới mức lợi nhuận của mình. Chi phí phải tăng, chi phí phải được kiểm soát. Mà thật ra chi phí kiểm soát này, có những chi phí nó lại được kiểm soát bằng chính nỗ lực từ người giám sát và nhân viên. Ví dụ như thầy nói bạn á, chi phí mà giả sử như thị trường người ta tăng giá thịt bò lên, thì chuyện đó là giá thị trường mình phải chịu. Nếu mình muốn có một chất lượng thịt bò như ban đầu mình phải chấp nhận. Hay là điện, giá điện của từng ký điện tăng, đó là nhà nước quy định, mà không thể nào mà đi thương lượng với nhà nước được. Tuy nhiên cái mà bạn có thể tác động đến là sử dụng điện tiết kiệm hay không. Ok ha? Như thầy nói, cũng giống như cái việc mà nhân công đi. Rõ ràng mỗi một năm, điều đó là tín hiệu vui cho tất cả những bạn mà là đi làm nghề, kể cả thầy. Mỗi một năm thì cái mức lương á, được nhà nước mình vừa là quy định mà vừa bắt buộc tất cả các doanh nghiệp phải tăng lương cho nhân viên. Điều đó là điều tốt. Tuy nhiên các bạn,
ở góc độ kiểm soát chi phí, bạn nghĩ sao nếu bạn sử dụng nhân công? Nếu mà trong đội ngũ bạn có 10 người mà năm sau lương của 10 người đều được tăng lên, thì doanh nghiệp sẽ đặt cho bạn một cái câu hỏi: liệu bạn có thể kiểm soát được chất lượng công việc chỉ với 8 nhân viên hay không? Bạn hình dung ha. Người ta vẫn chấp nhận mức lương cao cho từng nhân viên, nhưng mà liệu bạn mà là giám sát quản lý, liệu bạn có thể đảm bảo và kiểm soát được chất lượng công việc chỉ với 8 nhân viên hay không? Có nghĩa họ giảm đi số lượng nhân viên để đảm bảo rằng cái quỹ lương không bị thay đổi. Đó là một trong những cách kiểm soát mà thật ra nói ra thì rất là buồn cho những người đi lao động, nhưng mà đó là một cái hệ lụy hết sức gọi là nó sẽ liên kết với nhau. Nếu mà bạn giống như thầy nói, điện tăng thì người sử dụng điện người ta sẽ suy nghĩ làm sao sử dụng ít điện lại. Nhân công tăng thì người ta quản lý, với một tư cách của người quản lý thì người ta sẽ suy nghĩ cách nào sử dụng ít nhân công thôi. Ít số lượng nhân công, ít số lượng giờ, cái giờ làm của nhân công thôi. Đó là cái cách chúng ta kiểm soát chi phí. Và chúng ta có thể kiểm soát chi phí ở một khía cạnh khác là chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa những cái gọi là phí phạm. Trong hoạt động của ngành F&B thì có rất nhiều cái hoạt động mà chúng ta có được cái mức bị có một cái phần phí phạm. Thầy lấy ví dụ, khi chúng ta mua ví dụ như chúng ta mua thực phẩm đi, chúng ta mua chẳng hạn như chúng ta mua cam về, chúng ta có thể vắt cam để chúng ta bán cho khách. Chúng ta nghĩ chúng ta đã khai thác hết cái cam chưa? Nếu mà bạn nào tinh ý chút xíu, bạn nào học môn kỹ năng pha chế rồi, hay các bạn nào có thường xuyên đi đến những cái club hay những cái quầy bar mà pha chế chuyên nghiệp, bạn xem thì bạn thấy khuynh hướng dạo gần đây người ta sử dụng trái cây khô để trang trí trong món ăn và thức uống. Trái cây khô nó từ đâu mà người ta không thể nào mua nguyên cái cam tươi về người ta làm khô nó, mà người ta lấy từ những cái vỏ cam của những trái cam đã được vắt nước ra rồi, và cái vỏ cam còn lại sẽ làm được sấy khô đi. Thứ nhất tạo mùi cho cái gia vị, mà đó là nguyên liệu organic, nguyên liệu tươi, không có phẩm màu hả bạn ha. Và thứ hai thậm chí là họ trang trí cho những cái món nước. Như vậy bạn sẽ thấy người ta tận dụng tối đa từ nước cam cho đến cái vỏ cam để người ta đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của hàng ngày của nhà hàng. Như vậy bạn sẽ thấy khi bạn tiếp cận cái việc kiểm soát chi phí, ngoài trừ cái việc giảm cái việc sử dụng, thì bạn nên tối đa hóa tất cả những cái việc bạn sử dụng từ những cái thực phẩm hàng ngày. Có cũng là một cái cách để giúp bạn kiểm soát chi phí. Bạn nào mà rành về chế biến hay có cái kiến thức về chế biến món ăn thì hoàn toàn bạn cũng có thể biết được những cái cách này. Bạn thường thấy một cái con tôm, thịt tôm chúng ta làm gì, đầu tôm chúng ta làm gì, đúng không bạn? Hay thậm chí khi chúng ta mua một con cá hồi về, khi nói về cá hồi thì chắc bạn liên tưởng đến cái món rất là nổi tiếng, đó là món giờ này nghĩ nữa thì bạn sẽ thấy khi mà chúng ta mua cá hồi thì chúng ta sẽ có thể lấy rất nhiều thành phần từ cái con cá hồi để chúng ta chế biến món ăn, từ thịt cá hồi, từ xương cá hồi, từ cái lớp da của nó hay đầu cá hồi chẳng hạn. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta sẽ kiểm soát được chi phí thực phẩm, chi phí được cái chi phí hoạt động của nhà hàng. Một khi doanh thu được tăng trưởng, chi phí sẽ được kiểm soát thì chắc chắn lợi nhuận sẽ đạt theo yêu cầu của chủ đầu tư. Và lợi nhuận, nhắc lại một lần nữa, lợi nhuận là cái chúng ta không cần phải bàn cãi, nó là điều mà lớn nhất với vai trò của một người chủ đầu tư, một người chủ nhà hàng người ta hướng tới. Trong một số lĩnh vực thì người ta sẽ quan tâm đến bạn thu bao nhiêu, bạn chi bao nhiêu. Tuy nhiên nếu mà bạn quản lý với cái số lượng, bạn quản lý ở quy mô lớn, chẳng hạn như bạn làm chủ nhiều nhà hàng, thì thật ra cái mà bạn quan tâm hàng tháng là nhà hàng A mang đến cho mình lời bao nhiêu, nhà hàng B mang đến cho mình lời bao nhiêu trong tháng. Tương ứng với người ta quản lý theo quy mô quốc tế cũng vậy bạn. Nhiều cái thương hiệu ở nhiều quốc gia khác nhau, quá nhiều để chúng ta, người ta quản lý, người ta quan tâm đến những cái tiểu tiết, người ta chỉ quan tâm đến cái mục tiêu cuối cùng mình gọi là lợi nhuận. Cho nên lợi nhuận là cần phải đạt theo nguyện vọng của chủ đầu tư, đó là nhiệm vụ của một người giám sát nói riêng hay một người tham gia vào công tác quản lý điều hành trong hoạt động F&B nói chung. Ok bạn, tới phần này các bạn, phần này cũng là phần kiến thức cuối cùng của chương 4 này. Tuy nhiên chương 4 này chúng ta, đây không phải là bài học cuối cùng.
Sau phần này thì thầy sẽ nhờ các thầy cô trong phòng khoa gửi cho bạn một số cái bài tập mẫu và hy vọng rằng các bạn sẽ dành thời gian để các bạn sẽ tự tìm cách giải quyết những cái bài tập mẫu này, và thầy sẽ cùng với các bạn ở buổi học tiếp theo, thầy và các bạn sẽ cùng với nhau hướng dẫn các bạn và tìm hiểu những bài tập mẫu này để tìm ra cái cách giải quyết nó. Và những bài tập mẫu này nó là một cái cách để giúp chúng ta ôn tập tất cả những cái kiến thức mà chúng ta học về môn quản lý tài chính trong buổi học trước và buổi học hôm nay. Ha, các bạn lưu ý sau buổi học này thầy sẽ share với bạn những cái bài tập mẫu. Ok bạn, các bạn có câu hỏi gì về buổi học ngày hôm nay không ạ? Dạ không ạ. Ok, thầy cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia buổi học online 90 phút ngày hôm nay, và thầy xin phép được kết thúc buổi học ngay tại đây. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Dạ em cảm ơn thầy Bình. Ok, cảm ơn các bạn. Cho thầy xin vài phút để điểm danh các bạn nha. Lớp N48 và N50 các bạn có thể rời nhóm. N47 cho thầy hỏi bạn Nguyễn Huỳnh Quốc Trung có đi học không ạ? À? Quốc Trung vắng nha. Cho thầy hỏi bạn Lê Thị Như Quỳnh học lại. Bạn có đi học không ạ? À? Dạ có thầy, nãy em vô chở thầy. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ em cảm ơn thầy. Lớp N49 cho thầy hỏi bạn Bùi Thị Thu Ba có đi học không ạ? Bùi Thị Thu Ba vắng nha. Cho thầy hỏi bạn Lê Vũ Thùy Trang có đi học không ạ? Lê Vũ Thùy Trang vắng nha. Rồi cảm ơn các bạn. Chào các bạn.